Hello, xin chào tất cả các bạn đã có trở lại với kênh của Bán Hàng Lazada. Và hôm nay thì lại một mùa trung thu nó lại về rồi. Hôm nay thì mình có một cái sản phẩm hộp bánh của BBK. Hôm nay chúng ta thử review xem một cái hộp bánh của BBK, bánh mùa Tết, mùa trung thu thì nó sẽ như thế nào nhé. Rồi, ở đây thì mình đang có một cái mã bánh tên là bánh trung thu BBK 20 hộp Phúc Nguyệt kiểu Hội An. Và cái bánh này thì nó đây, nó đi kèm chúng ta sẽ có một set quà tặng như này. Thường là trung thu thì là Tết của thiếu nhi, nhưng mà cái set bánh này giúp mọi người có thể gọi như là chúng ta quà tặng, chúng ta biếu sếp, biếu thông gia, biếu bạn bè, biếu người yêu bạn bè các kiểu. Đây, nó thành một set cái này nhìn rất là đẹp anh ạ, giống kiểu Tết mình chúng ta hay đi biếu quà ấy. Đó, Tết trung thu cũng vậy. Cái hộp này thì nếu anh em mua thì nó sẽ rơi vào khoảng 800.000 nhá. Đây là cái set mà bánh Phúc Nguyệt đây này, gọi chụp Phúc Nguyệt muốn kết một cái sản phẩm xem nào. Đây có ngoài anh em có thể thấy là hình logo của hoa sen này. Đây cái sản phẩm của BBK đây, cái này của công ty cổ phần tập đoàn Pan BBK. BBK là ngày xưa là bánh kẹo Hải Hà các kiểu đấy, rất là nhiều BBK này. Đó, có ở website bbk.com.vn. đó, nhìn hộp rất là sang đây anh em, rất là dài. Một cái chai bánh này nó dài khoảng về tầm này một găng tay này, hai găng tay này, khoảng 50cm nha anh em. Chiều dài của nó, rộng này khoảng 40. Đó, chúng ta sẽ có một cái túi cầm như này màu cam. Đó, bên ngoài này bốn góc cho anh em xem này. Đó, mình có thể mang đi biếu rất là tuyệt vời luôn. Đó, ông nào muốn thăng quang tiến chức thì phải chịu khó biếu xếp vào. Rồi, ở bên trong của bánh này chúng ta sẽ có là cái phần vỏ này. Đây, chi tiết chính của nó sẽ là chúng ta bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp này. Cái hộp này chỉ là cái túi đi kèm thôi. Đó, đây anh em dùng xong anh em có thể gấp lại như này. Đó, khá là đẹp. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có hộp bánh, nó sẽ là một hộp hình chữ nhật. Và đây mình sẽ mở luôn cái túi này cho anh em nhé. Đây hộp bánh này, có một cái túi ni lông nữa này. Đó, trời ơi đẹp quá. Và đây chúng ta sẽ có một hình chữ nhật với sự kết hợp của khung cửa sổ mở ánh trăng để đón ánh trăng phúc. Và khi nhìn qua ô cửa sổ thì người ta sẽ nhìn thấy những hình ảnh của ngôi chùa cầu An rất là đẹp lung linh dưới cái ánh trăng vàng. Và bên cạnh chúng ta sẽ có những đóa hoa sen thanh cao rất là thuần khiết luôn. Đó, đấy là một chút giới thiệu về cái sản phẩm đây này anh em nhìn này. Đây, đúng như lời quảng cáo ở trên website của BBK thì đây nó sẽ là một khung cửa sổ này. Đó, khung cửa sổ này dát vàng nha anh em này, cái này là dát nổi 3D luôn này. Wow, rồi. Và cái cửa sổ này mở ra chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mặt trăng ở đây có hình chữ Phúc. Và nhìn đấy chúng ta sẽ nhìn thấy một ngôi chùa rất là cổ kính của Hội An. Và bên này thì chúng ta sẽ có những cái vân chạm khắc kiểu hoa sen Phúc Nguyệt. Đó, đây cái hộp tên bánh đây, đó chính là bánh trung thu Phúc Nguyệt. Đó, ở đây chúng ta sẽ có một câu thơ nữa. Câu thơ này mình hơi khó đọc là Thiên Lưu Thanh Phúc Nguyệt Vân cái gì ấy? Vạn niên vạn nhân Tuế Bất Thiên Thu Thủy Thất Thuần cái gì ấy. Cái này thư pháp thì mình cũng không rõ lắm, anh em là chơi thư pháp thì chắc biết. Rồi, đấy, kiểu bánh hộp rất là sang. Và có cả hạn sử dụng này, ngày sản xuất là 7 tháng 9 năm 20 và ngày hết hạn là ngày 5 tháng 12. Như hộp này chúng ta sẽ được là hạn sử dụng là 3 tháng nha anh em. Đây, có cả mã vạch sản phẩm đây này. Cái bánh này, hộp này nó sẽ là 1 cân nha anh em. Đó, hộp đây. Đây câu thơ của nó đây này. Thiên cái gì đây? Thiên Lưu Thanh Phúc Nguyệt Văn Nhân Tuế Bất Thiên Thu Thủy Thất Tuần cái gì đó. Đây chính là cái họa tiết hoa sen này, ánh bạc rất là đẹp luôn. Anh em là thích về nghệ thuật thì cái này không thể bỏ qua. Rồi, chúng ta sẽ đi vào bên trong của thân bánh. Đó, mở cái hộp này ra. Đó, đây cho anh xem cái hộp này. Đó, wow, sản phẩm rất là chi tiết luôn anh em. Đấy, chúng ta sẽ có về thông số 4 cái bánh trong này. Như vậy chúng ta sẽ có 4 cái bánh là 250g, 4 cái bánh. Ở giữa này chúng ta sẽ có thêm một cái phần quà nữa. Thực ra cũng chẳng phải quà đâu. Thường ngày xưa theo Tết cổ truyền là khi ăn bánh thì chúng ta sẽ uống với trà. Và chắc chắn hộp này sẽ là hộp trà. Đó, mình sẽ mở luôn cho anh em này. Cùng hộp chữ Phúc này, trà Bắc Thái Nguyên nhá. Cái này là trà Bắc Thái Nguyên này. Đó, Tuế Bất Thiên Thu Thủy Thất Thần đây. Vẫn là những cái câu thơ ở trên vỏ hộp thôi. Đó, Phúc Nguyệt. Đó, Phúc Nguyệt. Bên trong chúng ta sẽ có là cái một cái hộp chè của Thái Nguyên. Đó, chè Bắc Thái Nguyên, gói này là một lạng nhá. Đó, trà xanh này. Đây,
có cả hạn sử dụng đây, mùng 10 tháng 8 này, hạn sử dụng là 10 tháng 2 năm 22 cơ, hạn sử dụng là 2 năm, cái này được hút cho nó rồi, đó. Nhiều người không biết hộp này hộp gì, nó là hộp chè nhá. Ăn bánh trung thu và trưởng chè đó là cái thú của ngày xưa của các cụ đấy, đó, đó. Rồi và chúng ta sẽ có bốn hộp bánh đây, bốn hộp bánh với bốn vị khác nhau nha anh em. Chúng ta sẽ có là bánh trung thu nhân hải sâm này, bánh trung thu nhân vi cá này, bánh trung thu nhân trà xanh matcha này và bánh trung thu nhân đậu xanh hạnh nhân. Đó, như vậy chúng ta sẽ có bốn vị khác nhau, thành phần của từng cái đây. Cái này thì nó giới thiệu rất là chi tiết luôn. Tí mình sẽ mở và cắt thử xem bốn cái bánh này nó sẽ như nào. Một chút thông tin về cái sản phẩm này. Đó, 100g này, có tem đi, hộp rất là xịn luôn anh em ạ. Cái bánh rất là thích luôn. Bìa cứng này để đựng đồ cũng được. Rồi mình sẽ đến với hộp bánh đầu tiên. Anh em có thể thấy rằng hộp bánh được làm cách điệu nhìn khá là trông khá là hay đúng không? Đó. Đây, có hình móp móp cái này. Cái này là móp kiểu cố tình nhá, chứ là móp kiểu bị vỡ đâu. Hộp nào cũng thế này. Đó. Rồi mình cần đầu tiên là một cái bánh là vị vi cá hảo hạng trứng. Đó, bánh này là 250g, có cả seri này. Đây, sản phẩm sau này của BBK này, hộp rất là đẹp luôn. Mở thử xem bên trong chúng ta sẽ có gì. Với xe bánh 250g thì là xe bánh rất là to rồi. Đây, cái này thì bên trong em có thể thấy rằng nó là cái bánh hình, chúng ta có thể thấy là bánh hình, mình thấy nó hơi méo. Bánh hình tròn nha anh em. Đó, của BBK này, có cả tem kia, có thứ mã vạch rất đầy đủ. Bên trong chúng ta sẽ có là một gói hút ẩm thôi. Hết rồi. Một gói vi cá. Gói vi cá này chúng mình sẽ xem thành phần nó có những cái gì nhá. Gói vi cá hộp đầu tiên này. Vi cá thì chúng ta sẽ có là bột mì, mạch nha, dầu lạt xưởng, hạt mè, hạt điều các kiểu nhá. Gừng, mỡ heo, mứt bí, mứt chanh, vi cá, la chanh, bột nếp, dầu mè, chất tạo xốp, muối, chất làm dày, chất bảo quản, vani, tổng hợp. Đó, cái đầu tiên. Chúng ta sẽ có một cái nữa là cái, đây là bánh đậu xanh hạnh nhân một trứng. Wow, bánh đậu xanh một trứng không ạ? Mở xem nào. Cái này mình thấy nó không méo như cái kia anh em ạ. Cái kia nó hơi méo. Và trên bánh thì chúng ta sẽ thấy là nó khắc hình chữ phúc nha anh em. Đó. Bánh nướng, cái này là một cái, hai cái bánh nướng rồi. Đó, hai cái bánh nướng. Hạn sử dụng đây, 7 tháng 9 năm 20 và ngày 5 tháng 12. Hạn sử dụng 3 tháng. Bên trong cũng hết rồi. Hộp làm rất là kiểu cách nhé. Đó. Như vậy là chúng ta có hai cái bánh nướng rồi. Bánh này là bánh đậu xanh hạnh nhân này. Cái đậu xanh hạnh nhân này thì xem nó có gì nào. Đậu xanh hạnh nhân, bột mì, mạch nha, dầu tinh luyện, trứng vịt muối này. Cái này sẽ có trứng vịt muối nhá. Cái trên cũng có trứng vịt muối, bánh vi cá này, hạt sen hạnh nhân, bột chán. Nói chung mình thấy nó cũng giống cái trên này. Nó chỉ khác một chút là cái vi cá thì nó có vi cá. Còn cái trung thu nhân trà xanh thì nó có chất trà xanh nữa. Ôi, đơn giản. Rồi, mình sẽ sang lên cái thứ này. Một cái nữa nó là cái bánh hải sâm hảo hạng. Wow, mấy cái này lạ, tôi chưa ăn bao giờ đúng không ạ? Hải sâm, hải xiếc, nghe lạ khoắc luôn. Đó. Hộp thì chắc là giống nhau, mình sẽ không review. Mình đi vào trong bên trong bánh này xem nhỉ. Ồ, lại một cái bánh nướng nữa anh em ạ. Lại một cái bánh nướng nữa. Và cái khuôn thì vẫn là chữ phúc nha. Cái này thì mình thấy nó hơi méo. Anh em thấy nó hơi méo không? Đó. Cái này hơi méo. Hạn sử dụng đây. Cái này là cái hải sâm nha. Hải sâm nghe. Hải sâm một trứng luôn. Xem cái thành phần của cái hải sâm một trứng này thì nó có gì. Hải sâm một trứng đây. Gồm có bột mì, mạch nha, dầu tinh luyện, lạt xưởng, hạt mè, hạt điều, hạt dưa, mứt cườn, mỡ heo, mứt bí. Nó giống, mình thấy giống cái vi cá này. Đây có 3,6% hải sâm và có cả răm bông. Cái răm bông này nó nhiều hơn cái bánh trung thu vi cá. Vi cá chỉ có 1,7% thôi. Lá chanh các kiểu. Ủa, nói chung là mấy cái này nó giống nhau, bột mì kia là thứ giống nhau. Cái này nó thêm là được một chút là hải sâm. Không biết hải sâm là cái con gì. Không chưa ăn bao giờ. Rồi, cái thứ ba này. Như vậy chúng ta đã có 3 cái bánh nướng rồi. Hộp này làm rất điệu nhá. Đó. Nó móp này. Rồi. Và hộp bánh cuối cùng là chúng ta sẽ có là một cái trà xanh matcha hạnh nhân. Ô, sao làm cái trà xanh ấy nhỉ? Cái này là cái gì? Cái này là đậu xanh hạnh nhân. À, chết rồi.
Tôi nhầm đúng không ạ? Cái này là cái đậu xanh, còn cái này là cái trà xanh này. Matcha là cái này. Mở xem nào. Đây là cái trà xanh. Đó, cái này ăn sẽ hơi chát chát đấy. Ồ, cái này thì nó khác hẳn này. Cái này thì nó sẽ là bánh màu xanh nha anh em. Bánh màu xanh. Đó. Cái này thì màu xanh này. Cái này khuôn vẫn là chữ phúc thôi, nhưng mà nó màu xanh. Như vậy ba cái bánh nướng, một cái bánh này, cái này như bánh dẻo thôi, không phải bánh dẻo không. Rồi, hết rồi. Đó. Còn hôm nào cái này sau khi mình cúng xong thì mình sẽ làm một cái video chúng ta cắt ăn thử nhá. Ngày hôm nay chỉ mở hộp thôi, xem trước một bên trong một cái hộp bánh 800.000 của BBK chúng ta sẽ có những cái gì. Rồi bây giờ mình sẽ điểm qua một chút tổng kết lại, chúng ta sẽ có được với 800.000 thì chúng ta sẽ được có một hộp bánh của BBK, chúng ta sẽ được những cái gì nhá. À, lắp lại cho anh em xem này. Đó. Này có lên mua để mang đi biếu sếp, biếu thông gia, biếu bạn các kiểu không? Đây, đóng gói lại này, sẽ có một cái túi ni lông như này. Đó, khá là nặng đấy, cái hộp này nó gần 1 kg. Rất là nặng luôn anh em, cầm mỏi cả tay luôn này. Ui dồi ôi, rất là nặng. Này thì bày ở bàn khách thì rất là đẹp luôn. Đó, và chúng ta sẽ được tặng kèm một cái túi này để có thể mang đi biếu. Đó. Rất là hay luôn, 800.000 đó. Thực ra như là bây giờ với cái đời sống cao thì 800.000 nó không phải là con số lớn. Đây, với 800.000 anh em sẽ có một hộp bánh trung thu BBK, hộp Phúc Nguyệt Hội An version 2020 như này. Đó. Thì anh em nghĩ sao về kiểu bánh này? Đó. Mang đi biếu thì có hợp lý hay không? Và ăn thử nó như nào? Ăn thử thì có lẽ là mình sẽ làm một video khác. Chúng ta sẽ làm một video ăn thử cái bánh này sau khi làm lễ xong. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn nhớ like, subscribe của kênh để chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào và gặp lại.